Xin chào các bạn. Đây là con máy hút mùi, nó bị kẹt phím nhá. Kẹt kẹt cái phím này này. Đấy. Thì kiểu nó bị chập chờn ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để thay cái bàn phím này nhá. Thì cái này thì cái giá của cái bàn phím này nó cũng rẻ thôi. Đây, mình có cái bàn phím này. Bàn phím này các bạn có thể tìm mua trên online, trên Shopee. Nó cũng rẻ thôi, nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay nhé, chứ không cần phải sửa, bởi vì giá nó rẻ thôi, nên là sửa cho cũng hơi mất công. Đấy. Thì để thay được cái này thì đầu tiên các bạn phải tháo cái kính này ra, tháo tấm kính này ra thì mình sẽ lấy được cái bàn phím ở phía bên trong này để mình thay. Ok nhé. Mình sẽ dùng cái tua vít này để mình tháo các cái ốc này ra nhé. Cái ốc này thì có một số hãng sẽ là dạng húc lục và một số hãng sẽ là dạng ốc bốn cạnh như này, thì các bạn chỉ cần tháo ra thôi. Các bạn nhớ giữ lại những cái ấy này cẩn thận nhé, cái gioăng này này. Đấy. Cái gioăng cao su này cẩn thận nó bị rơi. Rơi là khi mà mình không để ý đến lúc mình vặn lại mà không có cái đệm cao su này này là cái kính nó sẽ bị mẻ hoặc là bị nứt luôn đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ vặn sang hai con ốc bên kia. Lưu ý các bạn nhé, cái này các bạn không thể để nguyên cái hút mùi thế mà các bạn thay được, mà các bạn phải nhấc cái hút mùi xuống thì các bạn mới tháo được tấm kính này ra. Đây là dòng hút mùi kính cong. Ngoài ra thì còn những cái dòng hút mùi, một số dòng hút mùi khác cũng dùng cái bàn phím bấm cơ kiểu dạng như này. Đấy là bàn phím, đây là hút mùi classic phổ thông, là các nhà dùng cái hút bàn phím cơ này khá nhiều. Ngoài ra thì còn có bàn phím điện tử hoặc là bàn phím cảm ứng, thì cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các video sau. Đây, sau đó thì mình sẽ nhấc cái tấm kính này ra đây nha. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé, sẽ tháo cái nâng lẫy ở cái ốc giữ bàn phím này. Rồi, sau đó các bạn nhấc cái cụm này ra nhé. Đây, đây là một cả một cụm ấy, thì các bạn chỉ cần tháo thay cái bên trong thôi. Đây nhá, đây là cái cụm của nó này. Đấy. Đấy, thì giờ mình sẽ tiến hành thay cái mới này vào cho cái cũ nhé. Ok. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé, ở đây là nó có các cái dây vào này, dây nguồn vào này. Đấy, còn cái dây trắng này, dây số cấp độ số 1 này. Đấy. Dây số 2 này, dây số 3 này, và dây này dây đèn này. Đấy, các bạn nhớ lưu ý các vị trí nhé.
để đến lúc mình cắm lại vào cái bàn phím này mới này cho nó chuẩn. Đấy. Thì các bạn nếu mà không nhớ được thì các bạn một là các bạn chụp lại, hoặc hai là các bạn sẽ làm từng cái một chuyển đổi sang bên đây cho nó dễ. Thì để rút được cái dây này ra nhá, cái dây này là một cái dạng chốt chốt giữ. Bên trong này nó có cái chốt giữ, đây các bạn nhìn ở đây nhé, là nó có cái chốt giữ ở bên trong này. Thì để mà muốn tháo được cái dây này ra ấy, thì các bạn tìm một cái vật vật nhọn nhé, các bạn chọc vào đây để nó mở cái chốt giữ ra, tức là để nó hở cái chốt giữ ra thì mình mới rút được cái dây điện này ra nhé. Chứ còn nếu bể bình thường này các bạn rút nó rất là chặt, có khi nó sẽ còn bị bong ngược cái chốt ở bên trong ấy. Đây, ví dụ mình lấy một cái vật nhọn như này. Đấy, các bạn chọc vào cái lỗ này này, chọc đúng vào cái lỗ của cái dây điện này nhé, chọc vào đây này. Đấy, chọc mạnh vào, chọc sâu vào. Đấy, xong các bạn cầm cả cái dây điện này, các bạn rút ra. Đấy. Đấy, thì bạn rút ra được. Đấy, cái này nó hơi bị mất nét. Đấy, rồi ok nhá. Thì các bạn để tránh nhầm lẫn thì các bạn có thể thay trực tiếp sang bên đây. Với cái này thì các bạn cứ thế các bạn cắm vào nhá. Cắm vào. Ok. Đấy. Tương tự như thế thì đối với cái dây thứ hai này, dây cấp độ số 1 này, các bạn cũng chọc vào nhá. Đây, các bạn chọc vào này, chọc sâu vào, xong các bạn cầm cả cái dây các bạn rút ra. Ok. Đấy. Dây thứ ba nhá. Đấy, chọc sâu này. Rồi. Đây nha, để các bạn cắm luôn vào này. Rồi, dây thứ hai. Dây thứ ba này. Đó. Đấy, các bạn cắm này, cầm cả dây điện rút ra. Rồi. Như vậy là mình đã thay sang cái bàn phím điều khiển mới. Đấy. Bây giờ mình sẽ test máy nhé. Sẽ tắt máy nha. Rồi, đèn đã sáng này. Rồi, một. Đấy. Một này. Phím hai này. Phím ba này. Rồi, phím đèn này. Ok. Xong, thế bây giờ các bạn lắp lại là được nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành lắp lại nhé. Các bạn gài lại cái trong cái hộp đựng của nó này. Tháo ra như nào thì các bạn lắp lại y như thế nhé. Tránh trường hợp để lắp nhầm.
các bạn thông cảm nhé, mình vừa quay vừa làm nên là nó hơi bị vướng. Miễn sao là mọi người biết được cái căn bản này có thể tự thay là được rồi. Nếu mà các bạn muốn chuẩn ấy thì tốt nhất là các bạn nên tháo ra, nó bị hỏng thì các bạn tháo ra để các bạn xem cái kiểu dạng bàn phím ấy, xong rồi các bạn đặt mua. Rồi, ok xong nhá, thì mình nó đáp lại vào đây này. Đó. Bắt lại hai cái con ốc để giữ cái hộp phím điều khiển này. Dạ, ok. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách thay cái bàn phím của hút mùi khi mà bị kẹt, bị hỏng đối với dòng bàn phím cơ nhé. Còn các cái dòng bàn phím điện tử thì trong hẹn các bạn trong các cái video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.